Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 6 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ thôn Cao Đoài, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ. Phương án phòng chống hạn vụ đông xuân năm 2023-2024. Kết quả bước đầu trong việc triển khai đề án thu gom xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Công an huyện Văn Lâm triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự sinh hoạt chi bộ thôn Cao Đoài, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ. Chi bộ thôn Cao Đoài có 39 đảng viên đang sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, chi ủy đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Thông báo kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng đảng viên năm 2023. Đồng chí Đào Hồng Vận, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức sinh hoạt chi bộ nghiêm túc chất lượng, những ý kiến phát biểu thảo luận của đảng viên dân chủ mang tính xây dựng cao. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, chi bộ chú trọng công tác phát triển đảng viên, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc của quần chúng nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024. Phát huy vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế của tỉnh Hưng Yên, năm 2023, huyện Văn Lâm tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có nhiều chỉ số đạt cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện Văn Lâm đạt 9,22%, cao hơn so với năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng của huyện đạt 9,21%, cao hơn mức bình quân chung 6,17% của tỉnh. Thu nhập bình quân GRDP theo đầu người đạt 131 triệu đồng, cao hơn mức bình quân 110 triệu đồng của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%, cũng thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Thu ngân sách đạt trên 4.600 tỷ đồng, vượt 30% dự toán được giao, tiếp tục đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh, thực hiện 63 công trình xây dựng trên địa bàn các xã thị trấn với số vốn trên 300 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022. Văn Lâm là địa phương đầu tiên của tỉnh có 100% số trường học công lập đạt chuẩn quốc gia. Công ty Điện lực Hưng Yên vừa đóng điện vận hành trạm biến áp kỹ thuật số đầu tiên của tỉnh Hưng Yên vào vận hành cấp điện xây dựng khu công nghiệp và đô thị Lý Thường Kiệt 3.000 ha. Trạm biến áp 110 kV Lý Thường Kiệt 2 là trạm biến áp đầu tiên xây dựng ngay sau một tháng quyết định số 500 về quy hoạch lưới điện quốc gia giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Sau hơn 6 tháng khởi công, với sự nỗ lực của ngành điện Hưng Yên, trạm đã hoàn thành sớm so với tiến độ, góp phần đảm bảo cấp điện kịp thời cho xây dựng các hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Lý Thường Kiệt rộng 3.000 ha. BC xây dựng cái trạm số đầu tiên này để phục vụ cho toàn bộ cái cụm công nghiệp Lý Thường Kiệt 2 này. Hiện tại giờ là cụm công nghiệp thì đương vào xây dựng mới ở cái mức cơ bản, tôi chỉ cấp phục vụ cho khu công nghiệp. Theo thiết kế, trạm 110 kV có 2 máy biến áp 63 MA với tổng công suất là 126 MA. Với chi phí xây dựng là trên 80 tỷ đồng, với cơ chế hoạt động tự động hóa 100%. Thông tin của trạm được khai thác và quản lý trực tiếp từ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đến Bộ phận Điều độ của Công ty Điện lực Hưng Yên. Trạm biến áp kỹ thuật số Lý Thường Kiệt 2 có ưu điểm hơn các trạm khác là sử dụng các cái tín hiệu điện chuyển sang tín hiệu quang, dùng hệ thống dẫn bằng quang để thay cho cái hệ thống cắp đồng. Thì thứ nhất là nó tin cậy hơn, cái thứ hai là giảm được cái giá thành đối với cái thay bằng cắp đồng và cắp quang. Cái thứ ba là thực hiện cái việc sắp xếp 5S cũng như là đấu lối, vì trên nền quang là sẽ một sợi quang sẽ thực hiện được nhiều cái tín hiệu hơn so với dây điện và cắp đồng. Thì đây là một trong những cái ưu điểm đối với các trạm kỹ thuật số. Theo lộ trình, sau theo dõi hệ thống vận hành ổn định, Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ rút toàn bộ kỹ sư và công nhân trực theo dõi trạm về để máy hoạt động tự động theo thiết kế ban đầu. Máy biến áp thứ hai theo thiết kế ban đầu của trạm sẽ được lắp đặt trước khi nhu cầu dự án khu đô thị và công nghiệp đầy tải đối với máy 63 MA lắp đặt đợt đầu. Thị xã Mỹ Hào đang tích cực đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho 51 công trình dự án, trong đó đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 dự án và đã cơ bản hoàn thành 2 dự án.
Đó là dự án khu công nghiệp Phùng Chí Kiên với diện tích đất thu hồi gần 48 hectare thuộc địa bàn các phường Phùng Chí Kiên, Bạch Sam và xã Xuân Dục, đã rà soát quy chủ, ban hành thông báo thu hồi đất 324 trên 348 hộ. Kết quả giải phóng mặt bằng đạt khoảng 85%. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A giai đoạn 1 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân với diện tích thu hồi trên 90 hectare. Kết quả giải phóng mặt bằng đạt khoảng 99,70%. Về cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Hiện nay, thị xã Mỹ Hào đang tập trung quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng cho 18 công trình như dự án đường DH34, đường Phong Cốc Mão Trinh, các dự án khu tái định cư cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong, các dự án đấu giá đất. Thị xã Mỹ Hào đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn làm tốt công tác chuyên môn, điều chỉnh bổ sung các phương án, vận động những hộ còn lại đồng thuận ủng hộ dự án. Nếu các hộ gia đình cá nhân không chấp nhận phương án bồi thường, thị xã sẽ tập trung cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Trong năm 2023, chính quyền các địa phương tại huyện Phù Cử đã tích cực vận động người dân nhường đất để sớm triển khai các dự án. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, làm ảnh hưởng tới tiến độ của nhiều công trình. Năm 2023, huyện Phù Cử thực hiện giải phóng mặt bằng trên 310 ha để triển khai 37 công trình dự án. Trong đó, có 10 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao đất cho thuê đất, diện tích giao là gần 90 ha. Trong đó, có 8 dự án đã được thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng như dự án cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng, cụm công nghiệp Đoàn Đào, đất ruộng dự án trọng điểm đường Tân Phúc Võng Phan. Hiện huyện Phù Cử đang triển khai 19 dự án giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 200 ha. Tuy nhiên, nhiều dự án công tác giải phóng mặt bằng còn chậm như dự án mở rộng đường DT379 tại thôn Duyệt Lễ, xã Minh Tân, dự án tôn tạo khu di tích lịch sử Cây Đa và đền La Tiến. Nguyên nhân dẫn tới chậm giải phóng mặt bằng chủ yếu trong việc giải tỏa các hộ có đất thổ cư, đa phần các hộ trên và chính quyền địa phương đều chưa thống nhất được phương án bồi thường hỗ trợ. Xác định hệ thống giao thông có vai trò quan trọng trong thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, huyện Yên Mỹ đã đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ hiện đại. Năm 2023, huyện Yên Mỹ đầu tư nâng cấp xây mới gần 30 km đường giao thông với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng. Nhờ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kết hợp đôn đốc đơn vị thi công giải phóng mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó, nên đã có nhiều tuyến hoàn thành 100% kế hoạch. Điển hình như đường DH42 kéo dài, đường DH23, DT376, tuyến đường từ quốc lộ 39 đến DH42 kéo dài. Huyện Yên Mỹ đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông chuyển tiếp và 15 dự án khởi công mới để hoàn thành kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, năm nay dự báo là năm tiếp tục khó khăn cho công tác đổ ải sản xuất lúa vụ xuân 2024. Vì vậy, đến nay, công tác chuẩn bị cho đổ ải đã sẵn sàng. Trong đó, tranh thủ nguồn nước hiện có trong hệ thống sông trục là một trong những giải pháp hữu hiệu. Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2024, các hồ thủy điện sẽ xả nước để phục vụ đổ ải vụ xuân 2024. Nhưng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ngay từ ngày 5 tháng 1 năm 2023, nhiều trạm bơm đã bắt đầu lấy nước đổ ải đối với các trạm bơm phục vụ diện tích lớn, tuyến kênh dài, nguồn nước không bị ô nhiễm. Chính nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tiên Nữ chúng tôi bắt đầu thực hiện đổ ải cấp nguồn cho tất cả các cái sông trục và cũng đồng thời là bơm đổ ải luôn. Thì hiện tại bây giờ cái sông trục chính bây giờ nó đang ở mức là 1m2. Thì với cái mực nước này thì rất là đảm bảo để thực hiện cái nhiệm vụ bơm tát. Trạm chúng tôi phục vụ này đang là 416,9 ha. Thì nó rơi vào khoảng tầm 15 ngày là chúng tôi hoàn thành. Chúng tôi phải bơm sớm vì khi mà các địa phương mà cùng lấy nước thì mực nước sẽ xuống rất thấp. Thì khi đấy thì sẽ rất khó khăn cho công tác bơm tưới. Cho nên là chúng tôi phải bơm sớm để các khu vực khó khăn thì sẽ lấy được nước. Hiện nay sông Trục là ở mực nước 1,2 là đảm bảo cho các trạm bơm được.
Năm nay, hai đợt xả nước của các hồ thủy điện chỉ có 12 ngày, trong khi đó, mực nước các sông lớn đều thấp, với diện tích cần đổ ải trên 24.000 ha, nếu không chủ động sớm sẽ rất khó khăn về nguồn nước cũng như đảm bảo tiến độ gieo cấy lúa xuân. Đến nay, 100% công trình máy móc thiết bị sẵn sàng cho công tác đổ ải, toàn tỉnh đã nạo vét được trên 80% kế hoạch thủy lợi Đông Xuân. Cùng với đó, sẽ khai thác hiệu quả cống Võng Phan, cống Triều Dương khi có triều cường, mực nước sông Luộc cho phép lấy nước vào hệ thống phục vụ sản xuất. Các khu vực dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, sẽ có phương án lắp đặt các máy bơm dã chiến để lấy nước, đồng thời vận hành tối đa các trạm bơm cột nước thấp lấy nước cấp nguồn vào các kênh trục. Tập trung hoàn thành kế hoạch nạo vét 2023-2024 trước ngày 15 tháng 1. Để đảm bảo cái việc lấy nước dẫn nước được tốt, sẵn sàng chuẩn bị các vị trí theo phương án chống hạn để lắp đặt các cái máy bơm dã chiến để đảm bảo triển khai thực hiện khi cái nguồn nước mà khó khăn là phải thực hiện được ngay cái việc mà vận hành các cái máy bơm dã chiến để cấp nguồn bổ sung cho các cái hệ thống trong tỉnh để đảm bảo chủ động trong cái việc lấy nước. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành các công trình thủy lợi để kịp thời phục vụ sản xuất, hoàn trả lại các công trình thủy lợi để đảm bảo cho việc lấy nước đổ ải trong đợt 1 tới đây. Nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, thời gian qua người dân thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động tích cực thực hiện mô hình trồng bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho năng suất, hiệu quả kinh tế rõ rệt so với phương pháp canh tác truyền thống. Ấn tượng khi đến thôn Tiên Quán, thời điểm này đó là không khí rộn ràng của các hộ nông dân đang thu hoạch bưởi diễn. Do được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp nên mã bưởi đẹp quả đều, vỏ cùi mỏng, ăn có vị ngọt thanh. Với gần 5 sào bưởi hoàng và bưởi diễn, năm nay gia đình chị Nguyễn Thị Điển dự kiến thu nhập hơn 100 triệu đồng. Tôi bán bây giờ là được 15.000 của một quả. Khách Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương về mua đều thích. Thôn Tiên Quán hiện có khoảng 50 hectare bưởi, trong đó có 25 hectare được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Việc áp dụng sản xuất theo Việt Gáp, người trồng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn từ khâu trồng chăm sóc đến tiêu thụ sản phẩm. Hiện trong thôn đã có 5 tổ hợp tác trồng bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các thành viên trong tổ luôn nhắc nhở nhau là phải làm đúng theo chương trình Việt Gáp mà đã được hướng dẫn. Cho nên là quả bưởi rất là đẹp. Thương lái người ta đến tận nơi người ta đặt tiền trước để người ta mua. Nhiều khi còn cứ giáp Tết còn không có bưởi để bán. Trồng bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã thay đổi tư duy tập quán sản xuất của người dân thôn Tiên Quán, mang lại giá trị cao hơn khoảng 100 triệu đồng một hecta so với ngoài mô hình. Phát huy lợi thế về nguồn lao động và vị trí giao thông thuận lợi, hơn 20 năm nay, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã phát triển mạnh nghề sản xuất và kinh doanh đồ gỗ. Thời điểm này, tại các xưởng sản xuất và cửa hàng đồ gỗ, nơi đây không khí khẩn trương nhộn nhịp để đáp ứng các đơn hàng dịp Tết Nguyên đán. Cơ sở sản xuất gỗ của ông Trần Quang Oanh, thôn Đông Triều những ngày này luôn có từ 5 đến 6 lao động làm các đồ gỗ gia dụng như cầu thang, tủ, bàn thờ theo yêu cầu của khách. Sản phẩm hoàn thiện đến đâu được chuyển đi tiêu thụ đến đó. Ngoài ra, cơ sở của ông Oanh cũng đang gấp rút hoàn thiện ngôi nhà thờ gỗ cho một khách hàng cùng thôn. Vừa đẩy nhanh tiến độ làm việc, cơ sở cũng chú trọng đảm bảo chất lượng, mẫu mã để giữ uy tín với khách hàng. Cuối năm, sản phẩm của xưởng tôi là sẽ tăng từ 2 đến 30%. Mình phải tìm tòi và tuyển được những tay thợ lành nghề để cái sản phẩm mình đưa ra thị trường nó được đẹp mắt. Dọc tuyến quốc lộ 39, đoạn qua thôn An Triều 2, xã Liên Phương có hàng chục cửa hàng kinh doanh đồ gỗ lớn nhỏ. Mỗi ngày có hàng trăm sản phẩm được bán ra thị trường. Nhờ mẫu mã đẹp, hiện đại, giá cả phải chăng nên sản phẩm của địa phương đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng và được tiêu thụ mạnh. Tại siêu thị đồ gỗ Công Tuyến, thường xuyên có gần 10 lao động làm việc, vừa nhập sản phẩm thô, đánh bóng, sơn phủ, vừa liên kết với cơ sở sản xuất lớn để nhận đặt hàng theo yêu cầu, giúp giảm khoảng 10% giá thành sản phẩm so với giá thị trường. Cuối năm chúng tôi thường bán được rất nhiều các loại bàn thờ, bàn ghế, giường tủ, rồi những các vật dụng trang trí trong phòng khách cũng như là phòng ăn. Doanh số bán hàng nhà tôi thì tăng khoảng 20% so với những cái tháng bình thường. Xã Liên Phương rất là nhiều cửa hàng đồ gỗ,
mình nhìn rất là đa dạng, thì mình tham khảo thì thấy rất là sắc nét, khả năng là mình có thể thay đổi mua một hai bộ gì đó. Xã Liên Phương có khoảng 40 hộ làm nghề sản xuất và kinh doanh, tạo việc làm cho trên 300 lao động với mức lương ổn định từ 8 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Năm 2023, nghề mộc mang lại lợi nhuận từ 200 đến 300 triệu đồng cho mỗi cơ sở. Nhiều cơ sở lớn thu nhập trên 1 tỷ đồng. Xã Liên Phương đang tập trung phát triển thôn An Triểu 2 thành làng nghề, từng bước tạo dựng thương hiệu của nghề mộc trong xã, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chấp hành nghiêm quy định trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, ngày 19 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 175 phê duyệt đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau gần một năm triển khai đề án, đã có một số hệ thống xử lý nước thải đi vào hoạt động, song vẫn có những khó khăn cần được tháo gỡ. Đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề ra mục tiêu đến năm 2030 có 25% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 15% nước thải được xử lý. Hiện nay trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 7 công trình xử lý nước thải khu dân cư ở các huyện Kim Động, Tiên Lữ và Phù Cử. Nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã quy hoạch vị trí để xây dựng hệ thống thu gom nước thải theo chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên đang gặp một số khó khăn về nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống, lựa chọn địa điểm phù hợp để đảm bảo môi trường. Đề nghị là tỉnh sẽ hỗ trợ cho địa bàn xã Phùng Hưng, vì xã Phùng Hưng là một địa bàn rất rộng lớn, dân cư đông, nên là cái việc xử lý nước thải thì cũng đề nghị có một cái dự án để cho làm sao cho cái môi trường được trong sạch. Tại hội nghị tuyên truyền, quán triệt nội dung đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đại diện Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật công nghệ xử lý nước thải phân tán DEWAS. Đây là công nghệ xử lý sinh học bán tự nhiên kết hợp bãi lọc trồng cây, chi phí đầu tư và vận hành thấp, đem lại hiệu quả xử lý nước thải cao, phù hợp với quy hoạch về diện tích và thực tế nước thải sinh hoạt ở nông thôn đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Với hệ thống xử lý nước thải này thì sẽ góp phần xử lý ô nhiễm trên địa bàn các khu dân cư nông thôn. Hệ thống hoạt động theo công nghệ sinh học tự nhiên, không sử dụng điện cũng như không sử dụng hóa chất. Và hệ thống sau khi được vận hành thì sẽ góp phần cải thiện cái điều kiện vệ sinh môi trường cũng như chất lượng cuộc sống của bà con ở vùng nông thôn. Thời điểm này, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai đề án, yêu cầu các xã, phường, thị trấn tiến hành quy hoạch vị trí xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung, khu cụm dân cư. Các dự án đầu tư khu dân cư mới phải đầu tư hệ thống thoát nước mưa tách riêng thoát nước thải và xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung. Chúng tôi sẽ có cái kế hoạch giao nhiệm vụ cho các xã. Thứ nhất là phải tìm địa điểm để quy hoạch. Cái thứ hai nữa là xây dựng các cái điểm thu gom xử lý nước thải. Đến hết năm 2025 là chúng tôi mỗi xã, thị trấn có ít nhất 2 điểm thu gom xử lý nước thải. Công an huyện Văn Lâm vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện, bắt 2 đối tượng ở tỉnh Yên Bái. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Mã Quốc Đạt sinh năm 2006 và Mã Văn Mạnh sinh năm 2003 cùng trú tại xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Do nợ nần và không có tiền tiêu xài cá nhân nên Đạt và Mạnh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2003, Đạt và Mạnh mang theo một tuốc Novit và một đoạn dây đồng đi xe buýt từ Hà Nội đến khu công nghiệp phố Đối A, sau đó đến xã Lạc Hồng để tìm xe máy sơ hở. Tại đây, Đạt và Mạnh đã trộm cắp một xe máy trong khu nhà trọ ở thôn Quang Trung. Đấu tranh mở rộng vụ án trước đó, vào các ngày 17 và 18 tháng 12, Đạt và Mạnh đã thực hiện chất lọt 3 vụ trộm cắp khác cùng trên địa bàn xã Lạc Hồng và lấy đi 3 xe máy. Điều đáng nói, đối tượng Mã Quốc Đạt hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình khởi tố về tội danh trộm cắp tài sản. Do Đạt là người chưa đủ tuổi thành niên nên cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra xét xử thì Đạt tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Văn Lâm.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.